giới thiệu với các bạn về cái dự án Harmony. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng các bạn tìm hiểu về cái lộ trình phát triển cũng như là cái đội ngũ phát triển của dự án này. Thì vào tháng 3 năm 2018 nó bắt đầu phát triển cái website và cái white paper này. Và tháng 4 năm 2018 thì nó bắt đầu tham gia vào cái hội thảo về blockchain. Đến tháng 6 năm 2018 thì nó bắt đầu cái chiến dịch Free Zealer. Đến tháng 7 năm 2018 thì bắt đầu cái chương trình Free ICO. Và tháng 9 năm 2018 thì bắt đầu bán cái public ICO này. Đến tháng 10 năm 2018 thì bắt đầu phát triển cái Harmony này. Tháng 12 năm 2018 thì cái Harmony ra cái bản beta. Và tháng 1 năm 2019 thì cái chiến dịch Harmony bắt đầu phát triển ở Florida của Mỹ. Và tháng đến năm 2019 thì đầy đủ các All Star tại Mỹ này. Đến năm 2020 thì bắt đầu phát triển ở cả Liên minh châu Âu. Và năm 2021 thì bắt đầu phát triển ở Nga và cộng đồng châu Á này. Năm 2024 thì nó tích hợp cái tất cả cái Time and Task và nhiệm vụ dựa trên cái JORC này. Năm 2025 thì phát triển cái platform Workwise. Thì tương lai của cái on-demand kinh tế thì hiện tại cái nền tảng money này nó sẽ tích hợp cái crypto vào trong cái đời sống nhân dân hàng ngày. Thì 5 tỷ người không có tài khoản ngân hàng và không thể được quản lý thông qua cái hệ thống tiền tệ cổ điển, thì trong đó có cung cấp thì Time Money như khả năng phát triển như các quần thể được kết nối với internet blockchain đang phát triển trong cái popularity. Thì mỗi năm người dùng blockchain mới và cái nền tảng Time Money sẽ làm cho nó dễ dàng hơn và để chuyển đổi cái bất kỳ cái tiền tệ trong cái token T-Money. Thì bằng cách sử dụng cái Coinbase API thì chúng tôi chọn Coinbase và nó rất ổn định và được công nhận công ty Exchange. Thì T-Money, T-Money có lợi thế đáng kể so với token ERC-20 khác. Thì hầu hết trong số đó không thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền tệ được sử dụng bởi dân. Thì T-Money sẽ tích hợp cực quan tương quan với số lượng giao dịch thực hiện thông qua các nền tảng thanh toán chế biến. Thì đối với người dùng cao cấp của chúng tôi sẽ phát triển cái T-Money thẻ tín dụng nơi người dùng có thể thu hồi được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thì trong những trường hợp T-Money được chuyển đổi sang cái tiền tệ trên cái backend thì sẽ có 900 nền kinh tế và tỷ vào cái năm 2018, 100 thị trường tự do tỷ đô và 35 tỷ đô vốn huy động bằng Uber và tất các công ty biểu diễn khác. Thì đây là cái đội ngũ tem của dự án này. Đây là Oscar Dombrava là giám đốc điều hành của dự án. Thì đây là người sáng lập và là động lực chính đằng sau cái dự án Harmony. Thì hiện nay là CEO của West Media King, công ty tiếp thị internet và với 15 của trong tiếp thị internet trên toàn thế giới, làm việc với các công ty tại Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, thầu cho các công ty Fortune 500 và cấp giấy chứng nhận cho Crypto Center tại Moscow này. Thì kinh nghiệm 8 năm trong viễn thông và quản lý dự án chứng nhận. Đây là Alex Menis, giám đốc kỹ thuật chứng nhận lập trình viên phần mềm bằng thạc sĩ trong cái hệ thống máy tính, 10 năm kinh nghiệm làm lập trình viên cho các dự án khác nhau trên toàn thế giới và hiện đang làm việc với các dự án trên toàn thế giới trong công ty Nam Phi dựa thì rất thành trong việc cấp phép và phần mềm phụ trợ cho phát triển frontend. Đây là Martin Kama là creative và design, là giám đốc sáng tạo của Harmony. Thì hiện nay là giám đốc điều hành và sáng lập của công ty kỹ thuật số MKZGuy, hiện đang làm thiết kế cho các thương hiệu trên toàn thế giới công nhận khác như Hennessy, Story và những người khác với 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế được phát triển của riêng của T-Shirt, dòng thời gian của riêng của mình. Thì đây là Jus Managan là người sáng lập và giải pháp sáng tạo, thì gần đây đã hoàn thành một ICO Ascendant với 35 triệu hashcap và người sáng lập của LX giải pháp sáng tạo kết nối với tạp chí P10NIS 2018 thì làm trong cả Robotics và IoT Expert và ICO Advisor. Thì đây là Janis Dombrava là thành viên khác của hội NatVI, 3 lần
thành viên của Quốc hội Latvia, thành viên trẻ nhất của Quốc hội trong lịch sử Latvia, cố vấn về thị trường, lao động, kinh tế, tăng trưởng quốc tế, chuyên gia an ninh bên ngoài, thì kinh nghiệm khổng lồ với Mỹ, Canada, Trung Quốc và các quan chính phủ nước khác. Đây là Andis Spinka, là giám đốc điều hành của OMAP, là giám đốc điều hành và sáng tạo của OMAP, đó là cổng thông tin lớn nhất ở Ba Lan để kết nối doanh nghiệp nhỏ với người tiêu dùng, chức năng theo dõi GPS, và người sáng lập kiêm CEO của bp.com, một trong top 20 quảng cáo cổng thông tin được phân loại trên thế giới, kinh nghiệm rất lớn và công nhận trên toàn thế giới trong cả khai thác dữ liệu, cả cạo và phân tích cú pháp. Đây là Kaspar Bull, là CEO của Latvia, CEO của một trong những nhà khai thác viễn thông lớn nhất vùng Baltic, trước đây là CEO của cán Latvia, thì bây giờ là CEO của Latvia với hơn 10 năm kinh nghiệm của B2B và B2C, nền tảng di động và các doanh nghiệp vĩ đại, cố vấn trong bán hàng. Đây là Stan Fox, doanh nhân và giám đốc điều hành tại Tanner Gifford Holding. Tanner là một doanh nhân trẻ rất thành công, tác giả của cuốn phổ biến Amazon bán tại Mastery, với sinh viên với đến từ hơn 95 quốc gia, là YouTube có ảnh hưởng với 115.000 sub này. Đây là Mika Saloseltu, là đồng sáng lập tại ASIO Token New. Đây là top 30 thế giới advisor ASIO Ben, Crypto Enthusiast và Blockchain Expert, là người đầu tư đồng sáng lập của ASIO Token New.com. Đây là Ferris Zaher, là chuyên viên phân tích và advisor lại team Annie. Thì đây là cố vấn tài chính FixG, là cố vấn tài chính kinh tế này, có kinh nghiệm tại Equis, GCR và tài chính doanh nghiệp M&A và các ban quản lý rủi ro, thì M&A và tư vấn công ty. Thì vừa rồi là cái đội ngũ phát triển cũng như là cái lộ trình phát triển của dự án Team Money. Để các bạn có thể truy cập vào cái trang teammoney.io để tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.